năm em bị mẹ nuôi viết sớ dài bóc trần con người thật lộ chuyện nhiều lần xin tiền cả trăm triệu cái tên hoa khôi ca sĩ nam em những ngày qua là đề tài được cư dân mạng tìm kiếm quan tâm bàn tán. Hàng loạt drama liên quan đến nam em bị chia sẻ tràn lan khắp nơi, khiến câu chuyện của cô ngày càng bị đẩy đi xa. Drama bắt đầu khi nam em chính thức công khai chồng sắp cưới. Mọi chuyện không có gì đáng nói khi vị hôn phu của nam em bị cộng đồng mạng bóc trần quá khứ không trong sạch. Nhiều lời kêu gọi giải cứu nam em bắt đầu lan tràn. Không nhẫn nhịn trước sự công kích, nam em quyết định lên tiếng bảo vệ chồng tương lai, đánh thép đối đầu với cộng đồng mạng một mực khẳng định tình yêu của mình. Mới đây nam em vướng lùm xùm khi có lời Tố bị anti-fan chơi xấu tặng cháo sò nhưng khi cô ăn biết được có những thứ dơ bẩn người tình sân khấu của cô là bạch công khanh cũng bị cô lôi vào cuộc khi cho rằng fan club của bạch công khanh bày mưu hãm hại cô nam em còn tố bạch công khanh là người trong cộng đồng lgbt loạt cử chỉ thân thiết đẩy thuyền với nhau trước kia chỉ là để làm khán giả vui nam em còn bị đào lại hàng loạt drama trước đó điển hình là câu chuyện cô tham gia game show vô lăng tình yêu người trong ekip cũ đã bất ngờ lên tiếng nói nam em có tính không giống ai bị nhận xét là chơi game dơ bẩn làm khó dễ ekip chưa dừng lại ngày 6 tháng 12 trong một diễn đàn bàn chuyện về bit đồng mạng lan truyền tin nhắn được cho là nam em xin tiền một người mà cô gọi là mẹ theo nội dung trong ảnh được chia sẻ Nam em mong đối phương cho cô tiền đi du lịch vì cảm thấy không ổn hay sửa lại nhà dưới quê để mỗi lần stress có nơi để xả mới đây trong một tài khoản tự xưng là mẹ nuôi của nam em trong đoạn tin nhắn đã lên tiếng ngay phần bình luận bài đăng của nam em người này cho biết mình là một giảng viên đại học chủ doanh nghiệp gần 50 tuổi đã theo dõi cản mến Nam em sau khi xem chương trình vô lăng tình yêu sau khi có cơ hội gặp trực tiếp nhờ sự giới thiệu của bạn bè chính nam em là người ngỏ ý muốn được nhận người phụ nữ này làm mẹ người này tiết lộ đã từng cho nam em tiền cũng như để cô vay mượn còn khuyên bảo nam em nên suy nghĩ lại với quyết định kết hôn với đối tượng sắp tới sau cùng tài khoản này mong mọi ồn ào tiền nong với nam em được khép lại ngay sau đó nam em để lại bình luận đáp trả thừa nhận được người này cho một khoản tiền tôi không đến với bà ấy vì tiền tôi thương bà ấy thật lòng nhưng bây giờ tôi cũng đang trả giá cho việc nhận tiền của bà ấy mẹ này hơi lạ mẹ thương con mẹ muốn con đi làm nghệ thuật dưới sự kiểm soát chỉ đạo của mẹ để mẹ thấy sướng không đáp ứng được nhu cầu của mẹ thì mẹ nhảy tung trời lên thời gian qua nam em liên tục vướng lùm xùm và đề tình ái sau khi công khai bạn trai ít ngày trước cộng đồng mạng tìm ra được bạn trai của nam em kinh doanh đồ phong thủy và nghi ngờ có quá khứ bất hảo chính vì vậy khán giả khuyên nam em nên xem xét lại người này để không phải quyết định vội vàng rồi lại hối hận sau này tuy nhiên nam em cương quyết và cứng rắn khi bảo vệ bạn trai Nam em nhắn nhủ cực sốc đến chồng sắp cưới chốt kèo cùng nhau già đi sau ồn ào công khai. Mới đây trên trang cá nhân Nam em bất ngờ đăng tải loạt ảnh xinh đẹp của chính mình trên sân khấu kèm dòng trạng thái đầy ý nghĩa phải đổi lấy nhiều sự chân thành của tuổi trẻ để có được cái nắm tay khi về già ngay sau khi xuất hiện bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng dù không cụ thể nhưng trong thời điểm vừa công khai chồng sắp cưới nhiều người cho rằng những lời ngọt ngào này là nam em dành cho người đàn ông của cuộc đời vừa qua cư dân mạng dần dần trước khoảnh khắc chụp lén của nam em và chồng sắp cưới trong một sự kiện tại đây bạn trai nam em dắt tay cô nàng di chuyển qua đám đông khán giả bạn trai luôn nắm tay nam em trong mọi hoàn cảnh có thể thấy bất chấp ồn ào thị phi bạn trai vẫn không rời nam em nửa bước cả hai vẫn tay trong tay đi khắp thời gian đối mặt với sóng gió đặc biệt là bạn trai của cựu hoa khôi đồng bằng sông cửu long vị doanh nhân này liên tục nắm tay cô mỗi khi sánh bước động thái này của cả hai cho thấy dù ai nói ngả nói nghiêng tình yêu họ dành cho nhau vẫn quyết không lung lay cách đây không lâu trong một cuộc phỏng vấn nam em chia sẻ hạnh phúc của mình khi thông báo tháng tư năm sau cô và bạn trai sẽ tổ chức đính hôn được biết họ đã gặp nhau khi nam em đến mua đồ phong thủy tại cửa hàng của anh chàng sau 6 tháng tìm hiểu, cả hai đã quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, quá khứ của bạn trai nam em bất ngờ bị đào lại và gây ra loạt phản ứng trái chiều. Trên mạng xã hội dân tình bóc chồng chưa cưới của nam em đã có hai đời vợ và ba người con. Người này còn được cho là đang thiếu nợ nhiều nơi. Bạn trai nam em khẳng định quá khứ của anh chưa bao giờ bẩn tới mức qua ống nấm của xã hội đánh giá như vậy. Anh cũng công khai nhắc về người cũ. Tội cho các cô gái ở quá khứ họ quen tôi, gia đình đang êm ấm, bây giờ thì sóng gió theo. Hàng chục năm rồi các bạn đào mới lại để gia đình họ tan nát. Tôi không thay đổi và phân tích về quá khứ nữa có sai tôi nhận sai, có đúng thì tôi cũng nhận sai. Hiện tại tôi xin dừng lại Facebook, xóa Facebook trở lại cuộc sống như trước. Tôi và cô ấy sẽ lại sống trong âm thầm tĩnh lặng. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi được hương vị sóng gió bão táp để chúng tôi trải qua và vẫn đang bình an tự tại. Sau lùm xùm phía nam em và bạn trai chưa chính thức công khai xuất hiện cùng nhau, nhiều người không rõ quyết định cuối cùng của nam em sẽ như thế nào. Nam em là người đẹp đa tài của showbiz nhưng lại có chuyện tình cảm lận đận. Trước khi công khai tình cảm với nam doanh nhân lĩnh vực phong thủy, cô từng vướng phải nghi vấn tình cảm với Bạch Công Khanh. Cả hai thường xuyên dành cho nhau những hành động tình tứ trên sân khấu lẫn ngoài đời. Năm 2018, nam em gây chú ý bởi một số tin đồn tình cảm với danh hài Trường Giang. Cuối 2019, mối quan hệ của nam em với Vijay Quốc Bảo cũng gây ra lời ra tiếng vào khi thông tin anh chàng này đã có con chung với bạn gái bị lộ ra. Quốc Bảo thậm chí phải lên tiếng xin lỗi nam em vì thị phi. Đám cưới nam em và bạn trai đại gia tại Hải Phòng. Nam em và bạn trai đại gia bất ngờ tổ chức đám cưới với không khí gia đình tại Hải Phòng. Mặc bao ồn ào về đời tư của hai bên suốt thời gian qua, bố mẹ chú rể là đại gia khét tiếng đất Bắc mắt tay tặng cho đôi vợ chồng son hẳn 100 cây vàng. Bạn bè đồng nghiệp hết lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đến với nam em, mong cô nàng xinh đẹp sẽ mãi hạnh phúc như giây phút này. Giữa tháng 11 sau khi thông báo đã tìm được ý trung nhân và sắp lên xe hoa, nam em từng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng. Một số người hâm mộ còn gửi đồ dùng em bé đến nhà nam em, điền tên người nhận là chồng sắp cưới của cô. Tuy nhiên lúc đó nam em phủ nhận chuyện đã có tin vui tôi có bầu đâu mà phan tặng một thùng sữa cho bà bầu về nè rồi ai uống mà còn gửi cho người nhận là bùi hữu cường chồng sắp cưới của nam em nữa lại mấy ông mấy bà những ngày qua nam em trở thành cái tên gây ồn ào khắp mạng xã hội kể từ khi công khai chồng sắp cưới sáng mùng tám tháng 12 hai nam em tiếp tục khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng ảnh minh họa gia đình ba người kèm dòng tâm sự minh trí của mẹ bình an nhé ba mẹ không bảo vệ được cho con hy vọng những ngày tháng sau này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ xin lỗi vì đã không đủ sức bảo vệ cho con thiên thần của mẹ bài đăng này hiện đang khiến cõi mạng lần nữa dậy sóng nhiều người cho rằng người đẹp đang lấp lửng về chuyện không giữ được em bé nam em hiện chưa phản hồi về thông tin này. Những ngày qua, chuyện tình giữa nam em và bạn trai mới vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Sau khi công khai sắp kết hôn vào năm 2024, chồng chưa cưới của nam em bị khui lại đời tư phức tạp. Trong đó có thông tin anh từng có hai đời vợ và ba con vướng nợ nần trong kinh doanh. Trước những lùm xùm trong quá khứ của bạn trai, nam em đã có động thái quyết liệt khi lên tiếng bảo vệ. Cùng loạt hành động khó hiểu khiến dân tình hoang mang vì áp lực quá lớn từ dư luận. Bạn trai nam em mới đây đã khóa trang cá nhân. Về phía nam em, cô vừa có động thái cập nhật tình trạng hiện tại. Nam em đăng tải hình ảnh ngồi tịnh tâm khi em dòng trạng thái hãy cứu lấy nước mắt của bạn trước đó nam em còn ẩn ý chuyện giải nghệ công khai để cho ổng phụ tôi quản lý công việc lái xe luôn cho tiết kiệm thời buổi kinh tế khó khăn tìm người trung thành thì khó sức khỏe thì không có mà bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu hay là tạm nghỉ ngơi một thời gian mọi người không còn muốn nghe em hát nữa thì em về vườn nuôi cá và trồng thêm rau rồi khi nào mọi người muốn em hát thì em quay lại đúng là kiếp cầm ca sướng ca vô loài Nam Em đến thời điểm hiện tại đã dần tạo được thiện cảm với khán giả. Sau khi gây ấn tượng ở các cuộc thi nhan sắc, Nam Em bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Năm 2021, cô tổ chức Mini Concert Love Story 1 với chủ đề The Phonics Reborn, Phượng Hoàng Hồi Sinh và nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Thừa thắng sông lên giữa năm 2022, Nam Em tiếp tục thực hiện Love Story 2 vẫn với chủ đề Phượng Hoàng Hồi Sinh với quy mô lớn hơn, đầu tư hơn. Dù không sở hữu chất giọng khủng, nội lực, nhưng bù lại, Nam Em mang đến cảm xúc khi thể hiện các ca khúc ngoài ra cô lên tiếng về chuyện đi hát với bạch công khanh cho biết chính cô là người ngỏ ý mời anh hát chung từ những ngày đầu đi hát tôi luôn muốn song hành cùng với bạn đó lâu dài và tử tế nhưng cuối cùng tôi nhận được gì việc tôi vui đùa với bạn ấy trên sân khấu là muốn khán giả vui nam em còn tố phía bạch công khanh qua cầu rút ván với mình sau những lời hứa hẹn chuẩn bị ra phim mới quay chung với bạch công khanh bằng những trò thao túng tâm lý tôi mới nhận talk show ca ngợi bạch công khanh sau đó tôi nhận được cái gì qua cầu rút ván tôi đã muốn im lặng để giữ sự bình yên cho riêng tôi bao nhiêu lần fan club bạch công khanh thao túng tâm lý tôi nói là bây giờ không hát nữa buồn muốn chết vậy là tôi tin tôi tiếp tục hạ mình nhưng cuối cùng tôi sai bây giờ tôi không có còn tha thiết công việc này nữa tôi sẽ đứng lên rửa oan cho chính bản thân tôi nam em chia sẻ khi phóng viên liên hệ phía nam ca sĩ bạch công khanh từ chối đưa ra phản hồi thông tin liên quan đến nam em Trấn Thành từng nói thẳng với con người thật của nam em, chân thành khuyên nhủ đàn em thay đổi. Thời gian qua, nam em trở thành cái tên gây chú ý khi khơi vào hàng loạt drama trong showbiz, từ tố cáo hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chơi xấu, công khai bạn trai có quá khứ phức tạp, đến công kích người hâm mộ của nam ca sĩ Bạch Công Khanh. Có vẻ nam em không muốn được bình yên như những gì cô thường nhắc trên mạng xã hội. Giữa lúc là tâm điểm tranh cãi, dân tình đào lại phát ngôn của Trấn Thành về nam em khi cùng tham gia một talk show về tình yêu. Trấn Thành nhận xét, tôi không biết mọi người ghét bỏ hay anti nam em thế nào, nhưng tôi đang thấy rất tội nghiệp nam em tôi thấy thương cô gái này quá nam em có quá nhiều điều không thể giải quyết được về bản thân cái nào cũng đấu đá để dìm cái kia xuống nam em có một đặc điểm tội nghiệp vô cùng là không bao giờ giấu được cảm xúc của mình buồn cười nhất là những cái nam em phát ra luôn đi ngược và đánh bại những gì nam em muốn có theo đó trấn thành cho rằng dù nam em thông minh biết mình muốn gì nhưng lại dở trong khoản kiểm soát cảm xúc và năng lượng dẫn đến những hiểu lầm không đáng có khi chứng kiến nam em thích lãnh thanh nhưng lại làm ngược với điều mình muốn chấn thành khuyên nhủ đàn em nam em đừng quá thích lãnh thanh và cũng không giấu được điều đó nhưng nam em lại luôn cố tỏ ra không cần lãnh thanh cô ấy lúc nào cũng bất cần sao cũng được chính điều này khiến người ta sợ nam em phải chi nam em biết cách cư xử để khống chế năng lượng tiêu cực trong mình thì biết đâu lãnh thanh sẽ thoải mái hơn để đến với cô ấy cách cư xử của nam em khiến chính người đàn ông tự nhiên bị ngại không dám bước tới với cô ấy bất cứ người đàn ông nào cũng có cảm giác khi bước vào cuộc đời nam em sẽ phải đi dọn dẹp quét vôi lại hết cả một căn nhà bị nhiều vết xước có quá nhiều tổn thương phải chữa lành điều này khiến đàn ông ngại lại không dám bước đến với Nam em, phải là một người rất kiên nhẫn và bao dung mới dám tiền đến với Nam em để chữa lành vết thương cho cô ấy, thậm chí kiên nhẫn và bao dung vẫn không đủ, phải có cả sự nhân hậu nữa. Chính nhân hậu từ bi sẽ khiến người đàn ông thực lòng đến với Nam em để cứu cô ấy khỏi mớ lộn xộn đó. Có thể Lãnh Thanh vẫn kiên nhẫn nhưng là với người phụ nữ khác, chứ không phải Nam em. Vừa thấy Nam em như thế người ta đã sợ không dám dấn thân vào rồi. Vậy thì người đàn ông kia phải rất từ bi mới dám dấn thân. Nam em cần một sự độ lượng Nhìn lại quãng đường gần 10 năm hoạt động nghệ thuật của nam em, khán giả chỉ biết ngán ngẩm khi cô nàng ngoài thị phi thì không có một sản phẩm nào thực sự nổi bật hay được đánh giá là xuất sắc. Người ta biết đến cô hầu hết vì những ồn ào tình ái, đấu tố sau này sau kia. Liệu nam em còn có thể duy trì sự quan tâm của khán giả bằng những câu chuyện bên lề hỗn độn đến khi nào?